chia sẻ bên trên thì thị trường vật liệu xây dựng trong tương lai sẽ có rất nhiều sản phẩm mới, vừa tiết kiệm mà chi tiêu cho người tiêu dùng, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Thì như vậy là quá tốt rồi đúng không chị Phương Trinh? Phải rồi Như Phượng à. Và trên thị trường thì bên cạnh những cái sản phẩm như chúng ta vừa đề cập ở trên, cửa kính không chỉ là tạo ra một lối đi, bên cạnh đó còn góp phần làm đẹp thêm cho không gian. Thì hiện nay sản phẩm một số loại khác như là cửa nhôm cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm của đối tượng tiêu dùng. Vâng, và đây cũng là một sản phẩm đặc thù mà khi chúng ta có nhu cầu lắp đặt, dựng cũng như là sửa chữa thì chắc chắn rằng chúng ta đều phải cần đến ý kiến tư vấn của những người trong nghề. Thật ra thì trên thị trường nó có nhiều phân khúc về các dòng cửa, nhôm kính nó cũng vậy. Ví dụ như nó có dòng cấp thấp, dòng cấp trung, trung cao và dòng cao. Thì hiện tại thì ADO đang cung cấp các cái dòng sản phẩm là trung, cao và cao. Đi với mỗi dòng cửa khác nhau thì nó có các cái hệ phụ kiện khác nhau, có cái hệ profile khác nhau. Trên thị trường nó có rất nhiều hàng giả và hàng nhái ấy. Thì cái chuyện mà dùng hàng giả hàng nhái ấy, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng của cửa. Ví dụ như cùng một mức giá 2,5 triệu, nếu mà khách hàng mua đúng, khách hàng sẽ đạt được đúng cái chất lượng của 2,5 triệu, thậm chí hơn. Nhưng mà đối với nếu mà khách hàng không biết, thì cái chuyện mà khách hàng trả mức giá 2,5 triệu nhưng thật ra là không xứng đáng được hưởng mức 2,5 triệu, mà chỉ xứng đáng được hưởng mức 2 triệu hoặc thậm chí dưới 2 triệu, thì đấy là một thiệt thòi cho người dùng. Cho nên ngay cả ADO, ADO có xây dựng các cái hệ tủ mẫu để giúp khách hàng phân biệt cái phụ kiện chính hãng, phụ kiện thật giả nhái. Thưa quý vị, với thông tin hỗ trợ bên trên thì Như Phượng tin chắc rằng quý vị khán giả chúng ta đã phần nào an tâm hơn trong việc lựa chọn và sử dụng những sản phẩm vật liệu xây dựng cũng như là nội thất cho gia đình. Bên cạnh chế độ hậu mãi thì hỗ trợ khách hàng cũng là một thế mạnh của nhiều đơn vị cung ứng để thu hút người tiêu dùng trên thị trường hiện nay. Đặc biệt ấy, là đầu năm thì thông thường ADO có một cái chương trình bảo trì định kỳ cho khách hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty ấy, là sẽ liên lạc với các khách hàng đã từng thi công cửa của ADO trong vòng 1, 2, 3 năm gần nhất. Sau đó sẽ gọi điện cho từng khách hàng một. Nếu khách hàng nào mà có yêu cầu về chuyện bảo trì bảo hành thì ADO sẽ tiến hành thủ tục cho kỹ thuật đi bảo trì bảo hành cho khách hàng. Kính thưa quý vị, Phương Trinh và Như Phượng hy vọng thông qua chương mục tọa đàm hàng Việt ngày hôm nay đã phần nào cung cấp đến quý vị những thông tin hữu ích để giúp cho quý vị đưa ra được những quyết định tiêu dùng lựa chọn xác đáng khi chúng ta lựa chọn sản phẩm xây dựng trang trí nội thất cho gia đình mình.